Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về việc thống kê và lập danh sách 700 trường hợp chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay, xây dựng không phép trên đất nông nghiệp hoặc xây dựng sai phép. Các trường hợp vi phạm xây dựng xảy ra trên địa bàn thuộc khu phố Vườn Dừa, khu phố Hương Phước, khu phố Miễu và khu phố Hương Phước nằm trong diện tích thu hồi, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa sớm giao thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra về việc xây dựng các căn nhà nói trên, để tạo thuận lợi cho việc quy chủ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng quy định pháp luật.